Quân đội Israel cho biết là 99% máy bay không người lái và tên lửa mà Iran phóng về phía nước này trong đêm qua đã bị bắn hạ. Đó là nhờ một hệ thống phòng không vòm sắt. Hơn 20 tiếng đồng hồ bị treo lơ lửng trên cáp treo, hàng chục hành khách khốn khổ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải cứu. Bỏ ra gần 800.000 đồng để được tham quan và trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại Nhật Bản. Bạn có quan tâm đến tour du lịch này? Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay sẽ triệu tập cuộc họp để thảo luận về việc Iran phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây mà Tehran cho rằng Tel Aviv đã tiến hành nhắm vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus, Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch cũng như là kiềm chế tối đa để tránh hành động dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức cũng tỏ ra quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, kêu gọi các bên không để tình hình leo thang vượt tầm kiểm soát. Trước đó, cùng ngày, thì quân đội Israel cho biết là Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel. Hầu hết số vũ khí này đã bị bắn hạ. Quân đội Israel cũng nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Israel vẫn hoạt động hết khả năng và đang thảo luận về các phương án tiếp theo. Trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đến nay tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp để bảo đảm an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp. Số điện thoại liên hệ đang hiện trên màn hình. Công dân Việt Nam cũng được khuyến cáo tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Nếu ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Vâng, và ngay sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã triệu tập nội các chiến tranh tại trụ sở Bộ Quốc phòng thảo luận các biện pháp đối phó khẩn cấp. Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel Benny Gantz tuyên bố nước này sẽ buộc Iran phải trả giá theo phương thức và thời điểm phù hợp với Israel. Ông cũng cho biết Iran đã gặp phải sức mạnh của hệ thống an ninh Israel, ngụ ý về thiệt hại tối thiểu do cuộc tấn công của Iran gây ra. Theo ông, vụ việc này chưa kết thúc. Israel cần phải xây dựng một liên minh khu vực để trả đũa cuộc tấn công này. Và căng thẳng dâng cao sau vụ không kích của Iran nhằm vào Israel đang đặt ra những dấu hỏi lớn trên thị trường năng lượng. Cụ thể thì giá dầu Brent chiếm đến 2/3 sản lượng giá dầu của thế giới cũng đã tăng khoảng 17% kể từ đầu năm trở lại đây. Hiện tại đã đạt mức là $90 mỗi thùng. Và liệu rằng những diễn biến vừa qua sẽ còn đẩy giá dầu đi tới đâu? Phóng viên Anh Phương từ Trung Đông sẽ phản ánh thêm thông tin tới quý vị khán giả. Giới kinh tế tại Trung Đông thì trước đây hầu như đều thống nhất một quan điểm là nếu có đụng độ lớn giữa Iran và Israel thì giá dầu sẽ nhanh chóng bị đẩy lên trên $100 một thùng. Tuy nhiên sau những diễn biến ngày hôm qua thì có vẻ như là khu vực này đang nghiêng hơn về nhận định giá dầu sẽ chỉ tăng nhẹ, xoay quanh mốc $90 một thùng thời gian tới đây mà thôi. Mặc dù phía Israel và Iran vẫn đang không ngừng phát đi các cảnh báo nhằm vào nhau, nhưng lịch sử Trung Đông cũng cho thấy là Iran và Israel thực tế đã quen với việc duy trì một tình thế được gọi là hòa bình mong manh. Dù diễn biến ngày hôm qua, Iran phát động một cuộc không kích trực diện vào lãnh thổ Israel là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Nhưng đẩy một cuộc xung đột đi quá xa được cho là điều mà hai cường quốc Trung Đông Iran và Israel đều nhận thấy chứa đựng những rủi ro không thể lường hết. Còn nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz như Iran đã từng cảnh báo cách đây ít ngày, giới quan sát tại Trung Đông nhận định là khả năng này cũng không cao. Bởi nếu phong tỏa eo biển Hormuz thì Iran sẽ tự đặt mình vào tình thế phải đối đầu với gần như cả Trung Đông và thế giới. Thực tế giá dầu tăng lên $90 một thùng như thời gian qua thì trong đó giới đầu tư đã tính tới cả chi phí rủi ro địa chính trị rồi. Vậy nên nếu không có một diễn biến nào bất ngờ xảy ra thời gian tới đây thì giá dầu sẽ không có nhiều động lực
để có một sự gia tăng quá mạnh mẽ. Xin mời trường quay. Cảm ơn anh Phương. Còn lúc này, quân đội Israel cho biết là ít nhất 12 người đã bị thương sau vụ tấn công đêm qua của Iran. Người dân Israel đều bày tỏ lo ngại trước vụ tấn công mới này và nhiều người hy vọng những leo thang căng thẳng mới này sẽ sớm chấm dứt. Người dân ở Jerusalem sáng sớm nay thức dậy đều cảm thấy bất an sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Iran đêm qua và rạng sáng nay. Tình hình thực sự đáng sợ. Chúng tôi lo sợ những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của các nước đồng minh, chúng tôi có thể chống đỡ được các tên lửa và thiết bị bay không người lái. Chúng tôi hy vọng rằng tình hình leo thang căng thẳng mới này sẽ sớm chấm dứt. Tôi cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng rất mừng là các nước phương Tây đã sát cánh cùng chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi đánh chặn. Tôi nghĩ Tel Aviv không nên bị lôi kéo đáp trả lại Iran, mà nên giải quyết tình hình ở giải Gaza và tìm cách giải cứu cho các con tin. Tôi thực sự hy vọng sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh lớn. Tôi hy vọng Iran sẽ dừng ngay các hành động quân sự. Giới chức Israel hôm nay thông báo người dân nước này trên toàn quốc không cần phải ở gần các nơi trú ẩn nữa. Tuy nhiên, các hạn chế tụ tập và hủy bỏ tất cả các hoạt động giáo dục cũng như các chuyến đi do trường học tổ chức vẫn có hiệu lực như đã thông báo trước đó. Hệ thống phòng không vòm sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái kể từ khi đi vào hoạt động năm 2011. Hệ thống này đã giúp bảo vệ các địa điểm quân sự và dân sự của Israel khỏi các cuộc tấn công từ Gaza và Liban. Ước tính là chi phí để sản xuất một khẩu đội điều hành vòm sắt hoàn chỉnh là khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Mỗi khẩu đội điều hành vòm sắt thì có thể bảo vệ một khu vực rộng tới 150 km2 trước tên lửa tầm ngắn ở khoảng cách 70 km, súng cối và đạn pháo. Israel có 10 hệ thống như vậy đang hoạt động. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì đã phê duyệt việc cung cấp thêm hệ thống tên lửa Patriot thứ 3 và tên lửa phòng không vào thời điểm quan trọng cho Kiev. Tuần trước, thì ông Volodymyr Zelensky cho biết cần có 25 hệ thống Patriot để bao phủ toàn bộ đất nước, nơi đang bị tấn công bởi các tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga có thể bắn trúng mục tiêu trong vòng vài phút. Tổng thống Zelensky cũng cho biết hai bên cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho một hội nghị tái thiết ở Berlin và hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào tháng 6. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày hôm qua cho biết đảng Bharatiya Janata của ông sẽ tập trung tạo việc làm và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp trong nước. Cam kết này được đưa ra trước thềm tổng tuyển cử của nước này diễn ra từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 6 tới đây. Một cuộc khảo sát cho thấy là gần 2/3 số người được hỏi cho biết tìm việc làm đã trở nên khó khăn hơn trong vòng 5 năm qua, tức là trong vòng nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Modi. Tuy nhiên, ông Modi nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế là một trong những thành tựu lớn nhất của ông, đồng thời cam kết đưa nền kinh tế Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới nếu giành được nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm nay đã đến thành phố Trùng Khánh phía tây nam của Trung Quốc để bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm này được trông đợi là không chỉ nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, mà còn giúp đưa Liên minh châu Âu và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Dự kiến là trong chuyến thăm thì Thủ tướng Đức sẽ hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm với Thủ tướng Lý Cường tại Bắc Kinh, thăm thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh, nơi có nhiều doanh nghiệp Đức đang đầu tư kinh doanh. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, trong khi Đức là nhà đầu tư lớn trong EU vào Trung Quốc với mức đầu tư kỷ lục là 12 tỷ euro vào năm ngoái. Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Philippines lần đầu tiên được tổ chức. Một cơ chế hợp tác tiểu đa phương mới tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được hình thành. Chúng tôi cam kết cùng nhau xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn cho tất cả mọi người. Đây là cuộc họp hướng tới tương lai khi chúng ta tìm cách xác định các cách thức phát triển về kinh tế và làm chúng ta trở nên kiên cường hơn, chống chọi với biến đổi khí hậu và xây dựng một thế giới hòa bình.
cơ chế hợp tác mới này sẽ tác động ra sao tới cục diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhận diện các cơ hội, thách thức đối với các nước ASEAN, khuyến nghị các giải pháp nhằm bảo vệ lợi ích, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng. Bình luận trực tiếp tại trường quay, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Vâng, trước hết xin kính chào và cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh đã tham gia bình luận cùng chương trình Toàn cảnh Thế giới ạ. Thưa quý vị, một trong các sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới tuần qua là hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines diễn ra hôm 11 tháng 4 tại thủ đô Washington của Mỹ. Hội nghị không chỉ cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của quan hệ đồng minh giữa ba nước mà còn đánh dấu sự hình thành một cơ chế hợp tác mới do Mỹ dẫn dắt tại khu vực. Một thời khắc lịch sử là từ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng khi nói về hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines. Ba nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về nhiều nội dung hợp tác, trải dài trên các lĩnh vực đa dạng mà ba nước cùng quan tâm. Mỹ tái khẳng định về các cam kết quốc phòng với Nhật Bản và Philippines. Lãnh đạo ba nước cũng đang xem xét thành lập một trung tâm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ trong thiên tai. Về kinh tế, ba nhà lãnh đạo công bố dự án cơ sở hạ tầng mới được gọi là Hành lang Kinh tế PGI Luzon. Chúng tôi cam kết cùng nhau xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng thảo luận về một số lĩnh vực chính mà các quốc gia đang quan tâm. Đầu tiên là về công nghệ và năng lượng sạch, an ninh trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Từ việc đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn đến mở rộng viễn thông đáng tin cậy ở Philippines, xây dựng lực lượng lao động năng lượng sạch, đến mở rộng hợp tác của chúng ta trên toàn bộ các lĩnh vực. Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho rằng hợp tác nhiều lớp giữa các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng là điều cần thiết để duy trì và củng cố một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền. Cuộc họp hôm nay sẽ làm nên lịch sử. Chúng tôi chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực nhằm đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phần mình, Tổng thống Philippines nhấn mạnh, hội nghị lần này mới chỉ là khởi đầu với mục đích chủ yếu là thúc đẩy quan hệ kinh tế ba nước. Tổng thống Marcos cho biết đang đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản và Mỹ trong những lĩnh vực quan trọng khác như cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, an ninh mạng và năng lượng tái tạo. Đây là cuộc họp hướng tới tương lai khi chúng ta tìm cách xác định các cách thức phát triển kinh tế và làm cho chúng ta trở nên kiên cường hơn, chống chọi với biến đổi khí hậu và xây dựng một thế giới hòa bình cho thế hệ sau. Theo các chuyên gia, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Philippines vừa mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, vừa đánh dấu một bước ngoặt mới trong hợp tác ba bên, hình thành một cơ chế đa phương mới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãy cùng bình luận với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Đại sứ là ông có phân tích gì về những cái bước tiến mới trong quan hệ hợp tác ba bên Mỹ-Nhật Bản-Philippines và nó có ý nghĩa ra sao trong cái bối cảnh cạnh tranh cường quốc và các thách thức an ninh ngày càng gia tăng ạ? Nếu chúng ta nhìn lại thì rõ ràng chỉ trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 4 này thì có một loạt các cuộc họp giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines. Thế thì cuộc họp ba bên thì là cái điểm chốt của cái lần gặp lần này, nhưng mà trước đó thì có cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Nhật Bản, giữa Mỹ và Philippines. Thế thì cuộc gặp lần này nó có một cái mà chúng ta có thể thấy là họ có một cái nhận thức chung về đánh giá tình hình thế giới và đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như là cái tầm nhìn về cái quan hệ ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines. Thế thì cái họ chia sẻ chung cái thách thức là trong khu vực có rất nhiều những cái thách thức khác nhau, cả truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặc biệt là những cái câu chuyện liên quan đến an ninh hàng hải. Cái thứ hai nữa là họ cũng thấy có những cái cơ hội rõ ràng là anh phải phấn đấu vươn lên trong cái phát triển và một loạt những cái thỏa thuận về hợp tác kinh tế cũng đã được đưa ra. Thế thì cuộc gặp lần này đạt được kết quả là ở cái nhận thức chung đó, đặc biệt là liên quan đến trật tự dựa trên luật lệ. Cái thứ hai nữa là năm cái trụ cột mà được nhấn rất mạnh trong cái hợp tác giữa ba bên. Thứ nhất là về hợp tác phát triển kinh tế. Cái thứ hai là xây dựng cái được gọi là cái hành lang kinh tế Luzon trong cái giúp đỡ phát triển kinh tế của Philippines. Cái thứ ba nữa là xung quanh cái câu chuyện về công nghệ và chất bán dẫn. Cái thứ tư là câu chuyện liên quan đến biến đổi khí hậu và năng lượng sạch. Và cuối cùng là những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở cái khu vực này. Thế thì ở đây đáng chú ý nhất là cái câu chuyện ba bên nhìn nhận như thế nào về cái hòa bình, an ninh ở đây. Thế thì điều đầu tiên họ thấy rằng là các nước và ba nước này phải hợp tác và thắt chặt hơn nữa cái mối quan hệ liên minh để ứng phó với những thách thức đặt ra mà cả Mỹ,
cả Philippines và cả Nhật Bản đều có mối quan tâm chung là cái an ninh hàng hải, là cái biển đảo và chủ quyền ở đây. Thì cái câu chuyện này được nói rất nhiều ở đây và cũng có những cái biểu thị là lo ngại trước những cái hành động cương quyết của Trung Quốc đối với khu vực biển này. Cảnh sát Australia đã xác định danh tính của người đàn ông 40 tuổi thực hiện vụ tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại ở thành phố Sydney vào ngày hôm qua, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, nguy kịch. Đối tượng đến từ bang Queensland, có tiền sử bệnh tâm thần và đã được cảnh sát lưu hồ sơ theo dõi. Đối tượng được xác định là Joanne Cauchy, 40 tuổi, đang chịu nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần và đã bị bắn hạ tại hiện trường. Hiện cảnh sát đang điều tra xem các nạn nhân bị tấn công là ngẫu nhiên hay có sự lựa chọn. Các đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu hơn 40 hành khách mắc kẹt trong vụ tai nạn cáp treo nghiêm trọng tại miền nam của nước này. Những người này đã bị mắc kẹt trên không trung trong gần 24 giờ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 12 tháng 4 tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya, khi mà một cột trụ đỡ của hệ thống cáp treo bị sập và khiến cho cabin cáp lao xuống bãi đá ở bên dưới. Tổng cộng gần 180 hành khách, trong đó có cả trẻ em, đã được giải cứu thành công từ các cabin cáp treo. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 13 người, trong đó có quản lý của công ty vận hành tuyến cáp treo, có thể bị tạm giữ để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo ông, sự cố xảy ra do các dây dòng dọc yếu và xuất hiện tình trạng ăn mòn tại các điểm kết nối của tháp đỡ cáp treo. Thưa quý vị, cặp song sinh dính liền lớn tuổi nhất còn sống đã qua đời tại Pennsylvania của Mỹ ở độ tuổi 62. Lori và George sinh ra ở bang Pennsylvania vào ngày 18 tháng 9 năm 1961. Họ bị dính liền ở phần sọ não, phải dùng chung một số mạch máu quan trọng và 30% não. Trong khi Lori có thể bước đi, George có chiều dài cơ thể ngắn hơn và còn bị gai đôi cột sống. Vì vậy, George phải ngồi xe lăn, Lori là người đẩy xe trong quá trình di chuyển. Bất chấp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, song họ có những sở thích rất là riêng biệt. Lori thì chơi bowling rất xuất sắc, còn George là ca sĩ nhạc đồng quê. Họ đã xuất hiện trong nhiều năm trong các bộ phim tài liệu, phim truyền hình và các chương trình trò chuyện khác. Những hình ảnh về du khách hào hứng chụp ảnh kỷ niệm ngay sau đây. Vâng, liệu quý vị có thể tưởng tượng được rằng địa điểm tham quan của họ là những nhà vệ sinh không ạ? Một tour tham quan các nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang là sản phẩm du lịch mới và bước đầu đã thu hút được du khách cả trong và ngoài nước. Tour du lịch độc đáo này được khởi động từ tháng 3 năm nay và có giá khoảng gần 5.000 yên, tức là tương đương là hơn 800.000 đồng. Trong 2 giờ đồng hồ thì du khách sẽ được ghé thăm 9 trong tổng số 17 nhà vệ sinh thuộc dự án Nhà vệ sinh Tokyo. Dự án được triển khai cách đây vài năm với mục đích là thay đổi cái nhìn của mọi người đối với nhà vệ sinh công cộng. Người dân Thái Lan đang có nhiều hoạt động chào đón năm mới Tết cổ truyền Songkran và Phật lịch 2567. Năm nay cũng là năm đầu tiên chính phủ Thái Lan tổ chức Tết trong nhiều ngày để chào mừng lễ hội Songkran được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Tết Songkran tại Thái Lan năm nay chính thức diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, các hoạt động đón Tết đã được tổ chức từ đầu tháng này tại nhiều tỉnh thành và kéo dài cho đến ngày 21 tháng 4. Ngoài các nghi thức đón Tết truyền thống, những trận chiến nước trên đường phố trên khắp cả nước trong dịp Tết Songkran vẫn là hoạt động thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế cùng tham gia. Năm nay là năm đầu tiên tôi đến Nọng Khai đón Tết Songkran. Lúc đầu tôi nghĩ không vui, nhưng đến đây thì thấy rất vui. I have come here second time in Thailand. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự Tết Songkran. Lễ hội rất vui, rất tuyệt vời. Với nhiều du khách quốc tế lần đầu đến Thái Lan, thì những trải nghiệm trong dịp Tết Songkran cũng giúp họ hiểu hơn về văn hóa Thái Lan. Đây là lần đầu tiên thực sự tới té nước, thì rất là nhiều cung bậc cảm xúc, thấy được một cái sự độc lạ. Nó khác với những cái Tết của các quốc gia khác, là nó phản ánh được cái tinh thần vô ngã, nó không phân biệt cái khoảng cách giàu nghèo và nó không có mang cái tính tốn kém về vật chất và tiền bạc công sức quá nhiều. Chính phủ Thái Lan ước tính trong dịp Tết Songkran năm nay, nước này sẽ đón được khoảng 510.000 du khách quốc tế với doanh thu ước đạt 8,7 tỷ baht.
Không chỉ là dịp giới thiệu về truyền thống và giá trị văn hóa của Thái Lan đến với du khách quốc tế, lễ hội Songkran năm nay cũng được chính phủ Thái Lan xác định là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy quyền lực mềm của đất nước và hướng tới mục tiêu đưa lễ hội Songkran trở thành một trong 10 lễ hội hàng đầu thế giới. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam tại Thái Lan.